Cindy đang nấu ăn. Con nấu món gì vậy Cindy? Để con lát nước rồi con nấu xong. Giá bỏ pizza đây. Wow, nhiều món dữ vậy. Ấy bánh mì chưa? Dạ. Có bánh mì ra chưa? Có mì. Dạ. Cho tôi ổ bánh mì đi bà. Ít la bà. Kìa bánh mì nướng khét rồi kìa. Mẹ ơi. Rồi mẹ biết rồi. Bỏ ơi bỏ phim. Bánh mì nướng khét rồi kìa, lấy đi lẹ lên. Không phải, bây giờ giả bộ chứ làm. Con phải ứng xuống, con ứng xuống rồi con bật lên mới được. Dạ thầy. Ừ. Rắc miếng tiêu cho tôi nữa nghe bạn. Dạ. Rắc gì? Rắc gì vậy? Rắc miếng tiêu á, miếng muối tiêu á. Phải nước gì á? À uống nước cam á hả? Mà đến hoài đến mãi vẫn không hết. Thôi được rồi, mai mốt á, anh sáng á, anh sẽ đưa em về quê đến sau. Lúc đó anh sẽ chỉ cho em đâu là sao bắt nổi nè, đâu là sao mát, đâu là sao bắt nổi nè. Không chưa bà? Chưa. Trời sao cái ly bà đẻ bà không rửa vậy? Hả bà? Rửa nha. Rửa sạch sẽ mới cho tôi uống chứ. Ủa tôi là mẹ, tôi là khách hàng mà. Con gì chú không? Định đi đâu hả? Ai, xỉu mất thôi. Vừa đói vừa khát. Bán hàng mà lâu quá. Cho. Nào hấp dẫn không? Rồi cảm ơn.